Một ba bịch đùi gà nè, ngon chứ sợ luôn á đó. Đó, ngon chưa, có 5 đoạn bịch à, 5 chưa tới 15 bè cái đùi gà nè các bạn. Ở Mỹ mà thịt gà rẻ dễ sợ luôn á, tươi quá trời tươi luôn. Giờ mình ngâm với muối, muối sạch sẽ rồi mình ít mình rắc cái, lấy cái xương ở đây mình chẻ ra, mình lấy hết cái xương ra còn thịt nạc không mà mình ướp rồi mình nướng mình ăn cũng được nữa, tại vì nó không nó có gân á, nó có khô bằng cái thịt ức. Ức thì nó dễ khô hơn, nhưng mà em mình ướp thịt ức ngon lắm, nó không có khô, mình ướp thì nó bị khô đó. Nên thành thôi giờ mình chịu khó, rẻ mà ăn nó cũng healthy, mình chịu khó các bạn, mình chịu khó để mình làm để mình ăn cho nó cũng không có bị mỡ nhiều. Muối xong rồi rửa sạch sẽ lại nha các bạn. Đó. Rửa sạch sẽ xong rồi bắt đầu mình mới xương nó ra các bạn. Bắt đầu mình mới lấy cái xương này các bạn nè. Mình mới chẻ nó ra xong rồi mình lóc nó xuống, thì cái cục củ lẳng này mình ra mình chặt, cái củ lẳng, mình chừa củ lẳng này lại. Đó. Mình chặt cái đó, cái ngang nó ra rồi mình giật cái này mình để mình nấu súp. Còn cái này các bạn mình để mình ướp. Mình lấy cái dao mình khứa xung quanh hết nè các bạn. Là mình để mình ướp, mình thấy ngon chưa, viên cái đùi gà mình ướp. Là mình để cho nó thấm xong mình ướp mình bỏ trong, mình muốn chiên cũng được mà mình muốn nướng cũng được. Chiên thì bỏ lòng chiên mình bỏ. Đó, rồi mình muốn nướng được thì là nó mềm lắm. Mà nó healthy mà nó nạc không à, nó không có mỡ nè các bạn. Ha, miếng gà này mình lạn xong hết rồi nè bạn. Mình lạn 30 pound đùi gà nè, mà nghĩ sao có 15 đồng bạc 30 pound nè. Nó tươi rối mà nó ngon vậy. Nó ráo hỏi mình để nó ráo hết rồi nè bạn. Thì bây giờ mình ăn tô phở ngồi tiệm bây giờ tuần tiếp là luôn đâu 20-20 mấy đồng rồi. Mà bây giờ mình mua bao nhiêu đây nè. Có 15 đồng mà. Bây giờ mình làm được có một mớ xương. Xương ống nè, xương ống xương tủy rồi nè, mình hầm mình lấy nước súp. Nước súp gà. Nè bạn, ngon lắm. Nè, mình hầm mình lấy nước súp rồi mình ướp nha. Mình có nước mắm nè. Rồi mình có cái mua cái của đại hàng nè các bạn. Sắp xếp của đại hàng này đó, rồi mình cái này mình ướp chung, mà nói chung mình ướp lộn xộn, cái này con thịt bò rồi gì đó mình ướp lộn xộn, bíp bò rồi đó lộn xộn vô, rồi dầu hào, rồi bột nêm, rồi cái này là hành tỏi, xả đồ là cái này là em mình cho đó để mình trộn chung là mình ướp với nước tương, các bạn chút đường phèn nữa, rồi nước tương với đường phèn, nước tương với lại dầu hào, cái này là như là mật ong á các bạn, mà cái này nè mình ướp bằng cái nước nước này, thay ướp mật ong thì ướp bằng cái này đó các bạn, ngon chưa. Giờ nếu mà có dầu ô liu, không có dầu, không có dầu mè thì mình ướp dầu ô liu, này các bạn. Trộn vô mình ướp rồi cái mình bỏ trong bịch trên lâm mình để sẵn, nào mình muốn nướng thì mình cái gì mình trải ra gì mình nướng lên nè, lật qua gì mình lật lại mình nướng đó. Mình muốn chiên cũng được, chiên mà để gì nửa gì mình chiên ăn rất là ngon, mình có cái cù lẳng trong này nó còn nè bạn, nó hấp dẫn không. Và wow, thấy ngon coi chưa, mà nó tươi rối à. Mình phải chịu khó các bạn ơi. Ok, chào các bạn nha. Rồi từ từ rồi mình nghỉ chút xong mình ướp. Ok, ướp mình quậy xong mình rồi các bạn, kế hết mấy cái hũ này vô hết rồi nè, mấy hũ của đại hàng á, chế vô rồi mấy cái hũ nước cốt là hành tỏi xả bỏ vô luôn, dầu hào rồi mình bỏ thêm cái gói này nữa các bạn. Tôm thịt bò nướng vỉ nè, mình bỏ cho nó có cái mè ở trên đó các bạn đó. Xong rồi chút nữa mình ướp hai cái anh này rồi còn mình để tủ lạnh, rồi từ mình ướp sau. Rồi giờ mình thấy hấp dẫn lắm bạn ơi, nêm rồi ăn lắm. Mình nêm trước khi nghe, mình làm mình trộn xong mình nêm trước khi thử có làm nó có vừa ăn không, nặng lạc gì á, mình gia giảm thêm gia vị nha các bạn. Mình vừa ăn ngọt ngọt, đại hàng thì nó ngọt ngọt một chút. Rồi xong. Ok các bạn nha, giờ chuẩn bị mình ướp. Ok, ăn ướp nè. Đó, mình đang ướp, thịt mà ướp cái nước sốt á, mình phải ướp cho nó, thật sự là mình phải ướp cho nó nhiều nước, lỏng nước lên chứ không phải ướp cho kiểu mà của mình là nó ít cái nước sốt không được đâu, phải nước lạnh bệnh đó bạn, phải nước gì nó mới thấm, mình mới để nó mới thấm. Rồi từ từ mình bỏ trong bịch lông rồi mình để tủ đá, là mình ăn mình muốn mình chiên, mình muốn nướng muốn chiên gì đó mình chiên nó, các bạn thấy không. Mình còn thâu này nếu như sao mà nó rẻ quá, rẻ mà ăn cũng hiền lành đó các bạn, rẻ mà ăn nó cũng hiền lành thôi. Giờ mình
mình làm để ăn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, bây giờ cái vịt múc vô, đổ qua, ngon chưa? Trời kê ơi, hấp dẫn chưa? Đó, cứ bỏ vô, mình cứ ké nhiều nước sốt vô, nó thấm, tự nó thấm các bạn. Ok, ok, thấy ngon chưa các bạn? Nói chung là hai phần là còn chỉ có một phần nước nữa thôi. Ok các bạn, chào các bạn nha. Rồi mình chưa ăn trưa nữa, bây giờ 11 gần bây giờ là 1 giờ mấy nha. Rồi, bạn từ sáng giờ các bạn. Ok, chào các bạn nha. Rồi các bạn có muốn làm giống mình thì làm giống mình, để mà mình cho con cái nó ăn cũng dễ, hiền lành nha các bạn, rẻ tiền nữa. Hết rồi, còn dư chút nước sốt này để lại này, còn dư lại chút nữa mình để lại, lần sau mình ướp ở tủ lạnh. Ok, chào các bạn. Rồi hấp dẫn chưa? Ok, bye bye. Nướng xong các bạn. Rồi xong nha, đủ cho mấy em ăn tạm tạm trong bực được 1-2 ngày. Ok các bạn nhé. Rồi chiều nay mình nuôi, mình muốn ăn với lớp súp thì nó ăn súp nè. Ok, bye bye nha.